Nhà Xệ thì luộc gà luôn luôn là cứ để nguyên cả con hoặc nửa con, ăn thì toàn lấy kéo cắt thôi. Đó, hoặc là lấy tay xé thôi, chứ còn thì chặt ra mất ngon. Chỉ khi nào có khách thôi cả nhà nhé, khi nào có khách thì là phải chặt để cho nó lịch sự và đẹp. Chứ còn nếu mà gia đình thì thường thường toàn ăn như thế này thôi. Chồng, ăn gà kiểu gì mà dính hết đây này, nói như là một mà. Nào anh vẫn đang lần con chó xích ở thèm mà nó vào nó lấy mất đêm cũng là phải biết đấy. Sau rồi nói dối ông ấy, nói dối ông bụng là răng thương. Bố đang nói chuyện vô duyên nhỉ? Bố đang nói chuyện. Nhưng mà khi bố đang nói chuyện thì anh đang nói chuyện. Tay anh vẫn để mà. Không, nhưng em nhìn hai hàm răng của anh. Sao bắt đầu mấy dây sợi gà. Xấu xí. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với Xã Xệ. Cả nhà ơi, hôm nay thì nhà Xã Xệ lại có một món rất là ngon. Đó là canh chua sườn và ăn bún nha các bạn nhé. Và đây cũng có 6 chiếc chân gà. Cho chị cái hộp giấm bỗng nhé. Cho thêm một tí. 6 chiếc chân gà và một phần của con gà rất là ngon. Cả nhà nhìn đây chưa? Đó. Hôm nay là bữa trưa. Cũng là ngày giãn cách thứ mười mấy rồi đấy. Nhưng mà cái nguồn thức ăn nhà mình thì các anh các chị toàn là cây nhà lá vườn, đâm ra là vẫn cứ có cái để thưởng thức từng ngày. Đó, vừa nãy là cho thêm giấm bỗng các bạn ạ. Giấm bỗng rất là ngon, cho vào nó thơm mà nó hơi chua chua. Đây là Xã Xệ quay cho cả nhà nồi nước dùng. Nồi nước dùng xương nhé các bạn nhé. Xương sườn rất là ngon. Ở bên trong có ngô này, có món dứa này và toàn sườn sụn các bạn. Đó, đây là đĩa bún này các bạn ơi. Wow, đĩa giá này, giá nhà làm được này. Và đây là đĩa thịt bò, một phần con gà rất là ngon, đĩa hoa quả và 6 chiếc chân gà các bạn này. Wow, và có thêm thì chắc chắn phải có nước chấm rồi. Món gia vị chanh. Món này là món thường thường là của Việt Nam thì không thể thiếu được trong những món ăn. Một là mắm, hai là gia vị chanh. Đó. Và xin giới thiệu với mọi người, đây là bu mình. Bu mình tên là Tỉnh. Đấy, mọi người cứ hỏi tại sao bạn tên là Xã Xệ thế, bố mẹ bạn tên là gì thì xin thưa các bạn là trong tất cả món ăn này. Đấy, đây là bu mình. Tất cả những món ăn thêm một tí muối iốt để là phải cho phòng ngừa cho việc biếu cổ của gia đình nhá. Đây các bạn ơi, hôm nay thì nhà Xã Xệ có 3 lon bia, không biết là có uống được hết hay không. Nhưng mà chắc chắn là một lon đi vèo rồi. Đó, rồi. Ok, xin mời hai chị em ngồi đi. Cả nhà ơi, có món nhậu là sẽ phải có bia các bạn. Đấy. Mà đã bia là phải có bọt. Đây là cách bật bia của Xã Xệ. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi. Thế thì hôm nay hai chị em không uống bia. Đó. Món ăn rất là ngon các bạn ạ. Món gà nữa. Em mang cho anh cái quẹt kéo nhé. Kéo to á. Và thôi chan nước để ấy đi, để ai ấy thì chan đi, ăn thì chan đi, đầy thức ăn. Bạn ơi, quê Xệ thì luôn luôn có chiếc bánh chưng dài, ở trong miền Nam hay gọi là bánh tét ấy. Nhưng mà bên trong thì nó sẽ khác hoàn toàn nhé. Bên trong bánh tét của miền Nam thì nó có rất là nhiều thứ, nhiều nhân đấy các bạn, nó cả ngọt luôn. Thế nhưng mà ở ngoài Bắc bọn mình ấy thì là món bánh tét này chỉ có ở bên trong là gạo nếp và đỗ thôi, đỗ xanh thôi cả nhà. Đó. Bây giờ thì cứ để cái bánh ra đây đã. Xin mời, con mời Bu. Yo, nào. Xin mời. Ố, cô Trang này một cốc đơn lẻ. Xã Xệ mời cả nhà nhá. Mời cả nhà ăn bữa trưa cùng Xã Xệ nào. Ok, mời các bạn. Xã Xệ sẽ thưởng thức một chiếc chân gà. Wow. Nhiều bún quá Trang ạ. Không biết là hai chị em ăn khỏe đến mức nào nhưng hôm nay anh nhìn thấy bát bún rất là thanh niên. Hôm nay là cuộc thi của hai chị em. Hai tô bún rất là to. Không, nhưng bún trước ăn nó lại thành mềm quá. Cả nhà nhìn thấy một bữa ăn trưa nhà Xã Xệ chưa? Đấy. Mỗi người chỉ cần một bát bún to như này thôi là đủ suất. Bu mình thì lớn tuổi nhất nhưng mà lại là bát bé nhất. Lý do là bu mình phải thưởng thức trước, bởi vì những cái món này là bu mình cũng không thích lắm. Khi mà thưởng thức ngon ok rồi thì lại ăn bát tiếp theo. Như hai chị em thế này thì một bát thôi. Chân gà ngon lắm bạn. Cô Trang ăn. Em còn chưa chấm qua nước đá. Em mà chấm qua nước đá nữa thì ngon. Tuyệt vời luôn cả nhà. Nói thật với cả nhà là cái món chân gà, mình thì mình thích ăn cái món chân gà nó dai dai giòn giòn á, chứ không thích cái món chân gà to mà nó mềm như này đâu. Đó. Không thích lắm. Nhưng mà khi mà đã được lên thớt và cho vào bếp rồi thì cũng rất là tuyệt vời. Đâu vào đấy hết cả nhà. Thật sự nếu mà nó dai hơn ngon hơn. Dai hơn ngon hơn chân gà ta. Chân gà ta thì lại không có ấy. Chỉ có thịt xương thôi, gà thôi. Wow. Nói chung là món ăn gì trên bàn cũng đều là ngon hết. Còn cái việc chê thì vẫn phải chê. Chê nhiều quá, cho ăn mì tôm. Tối hôm qua cả nhà biết nhà Xã Xệ ăn món gì không? Không hiểu nó ăn món gì nhưng mà đêm qua đúng 12:30 là xuống này làm một gói mì tôm. Tối qua ăn món gì nhỉ? Ui, móng giò hấp. Thế là xong rồi ăn bao nhiêu thứ như thế mà tối qua chồng chị vẫn còn. Mình thấy thằng con gọi điện về, nó ăn mì tôm không mình cũng thèm quá. 12:30 nhắn tin bố. Hai anh em ăn mì tôm với đùi gà. Bố nhìn thấy thèm quá nè. Tha có gì wow. Con Thấp cắt mua miếng gà nhé. Sao không ăn? Món chân gà này rất giống món chân gà đà điểu. Mời cả nhà nhé. Marang à? Anh gà cho hai chị em nhé. Không, phải tính lại gà. Mình cứ lấy mùng tơi có 2 lóng non quá nhỉ. Cháu dựng thành rau. Còn nhiều lắm. 4 cân rồi một tuần. Đấy cả nhà, hàng xóm láng giềng. Cứ con gì bán hết ra là Xã Xệ. Mua hết. Cái gì ngon mua hết. Không thấy chú ruồi nào. Không, chưa thấy gọi gì luôn. Cái này là con độc tính. Kiểu lúc nào cứ ra đóng mà mở vậy. Ra đóng kia cứ mở toang hoang ra. Rồi nó một ít nước cho nó thông thướng. Ôi ngọt. Quả dứa ngon nhỉ. Cay quá hả bố? Bố cay quá. Ớt. Ui giời ơi, con này ngon. Đùi nữa này. Nè, anh cắt ra. Mua ăn một ít nhé. Nói thật với cả nhà là nhà Xệ thì luộc gà luôn luôn là cứ để nguyên cả con hoặc nửa con. Ăn thì toàn lấy kéo cắt thôi. Đó. Hoặc là lấy tay xé đó. Chứ còn thì chặt ra mất ngon. Chỉ khi nào có khách thôi cả nhà nhé. Khi nào có khách thì là phải chặt để cho nó lịch sự và đẹp. Chứ còn nếu mà gia đình thì thường toàn ăn như thế này thôi. Gà hôm nay quá ngon rồi. Ui ngon này. Vậy. Gà ngon lắm. Khổ tuổi già ăn muộn nhỉ. Ngon. Không còn cái gì là vị ngon nữa. Cho nên là cả nhà cứ trân trọng cái lúc trẻ ăn được gì là cứ phải ăn rồi. Không có tiền thì phải chịu thôi, nhưng còn lúc có là phải cố gắng ăn để giữ gìn sức khỏe và để được thưởng thức, hưởng thụ. Cứ bằng cái tầm tuổi bu Xệ đây thì đúng thật sự là không muốn ăn gì nữa. Không tiêu hóa được cả nhà. Không tiêu hóa được cho nên là nó sẽ không thèm. Tối nay ăn cháo đậu đen á. Tối nay ăn chay đi. Ăn cháo đậu đen cả. Cháo đậu cả. Mới đậu nữa. Đậu đúng không? Đậu ăn canh đạm, đậu sốt hành mỡ. Và nay ăn chay luôn. Anh ăn xong cái đùi này anh ăn bát bún nữa là no, không thể ăn được nữa. Cả nhà ơi, cái đùi gà này nó to như là kiểu như là cái con gà tây ấy, nó dài gần 1 gang này cả nhà này. Đấy, gần 1 gang tay, ăn một cái đùi nó đã rồi. nào giặt mới được gắp đồ. Đâu tự làm mình nhằn cái đấy phải. Bị vấp. Để cái dây đấy người ta đi qua vấp. Mỗi một lần vấp là một lần gắp. Đâu là mình nhằn đấy sạch. Đấy cũng là một cái câu chuyện dân gian mà cũng được nên tin rồi. Giờ này em toàn theo vui xem phim hài, ngồi cười du hết cả rốn luôn. Đấy là hai thằng cu nhà mình không có nhà ra bà nội là được chiếm lĩnh cả một cái tivi. Có hai thằng ở nhà thì thôi rồi, bà không bao giờ được xem. Cháu ơi, chiều nay liên hệ mua nha. Bà Bắc Hà. Bác Hà là người đấy. Nhà bác Hà gần nhà mình, nhà này. Nhà. Chứ mình xuống đấy em sao vậy? Mình đi vào phải qua chốt. Mua nhà đấy nào? Mua nhà ấy nhé, nhà cái chú Tư. Tư gì mà đổi đất cho nhà mình nè? Tư Huấn. Chứ không ngày xưa nhà mình ở trong làng thôi. Nó không được ra mặt phố như bây giờ đâu. Lại nói chuyện là nhưng mà ngày xưa họ sợ ra ngoài ấy đó, ngoài mặt đường đó. Toàn thích ở trong xóm rồi. Trộm cắp. Nghĩ ở ngoài mặt đường hoàn toàn những nhà có tiền á. Ngày xưa cứ có tiền là chui trong làng. Giàu có là ở trong làng. Tôi một túng giữa làng lên giàu sang trên mạng. À. Sướng đấy. Nói thật là ngày xưa ở nhà mình nhá, ở bên ngoài mặt đường này. Mỗi nhà mình là ngoài mặt đường là sướng. Ở ngoài mặt đường ấy là cũng có hai mặt. Ngày xưa thì hay bị trộm cắp mà nhà mình cũng mất quá nhiều luôn luôn nhỉ. Nhà mình mất nha, lợn nha, gà nha, chó nha, mất nhiều luôn. 4-5 mẹ con luôn. Cái xong nấu cám để bếp là chút cám nó lấy nó. 4-5 mẹ con đang ngủ. Lợn nó bán lợn bằng cám. Chồng. Gì vậy? Ăn gà kiểu gì mà dính hết đây này, nói như là một mà. Nào anh mà đang làm con chó xích ở thèm mà. Và nó bảo nó lấy mất đây nó làm chả biết ấy. Sao phải nói dối ông ấy. Rồi với ông bụng là răng chưa phở. Cô đang nói chuyện vô duyên nhỉ? Cô đang nói chuyện. Nhưng mà khi cô đang nói chuyện thì anh đang nói chuyện hàng say câu chuyện của anh. Tay anh vẫn để mà. Không, nhưng em nhìn hai hàm răng của anh. Sao bắt đầu mấy giây sợi gà. Xấu xí. Khi nào anh giả? Ừ, ra bỏ. Con chó đêm con chó nó là hôm qua nó vừa vứt tân đơn xã rồi nó vừa vứt tân đơn của xã mà. Nó giả những về ông Nga. Nói chung là ngày xưa ở ngoài mặt đường á thì cái gì có là mất, cứ cái gì có là mất. Gà nhanh nói nhá, có một cái u nhá, có một cái u gà nhá. Cái lồng gà đấy là để độ tầm 20 con gà con, nó bằng cần này thôi. Anh đi đã xem phát điểm cảm tưởng mới được nó thế nào? Nó có 3 vị, chua, cay, mặn, ngọt. 4 vị. Mà ăn nó lại có cả mùi dứa nữa cả nhỉ. Đi lại giống thằng Bom ăn để cho vào mũi người. Không, để cho anh Vân bún. Ăn đi. Sẽ mời cả nhà ăn bún cùng Sệ nhá. Bây giờ thì Xã Sệ đã ăn thịt với cả các thứ rồi. Bây giờ Sệ phải làm bát bún siêu khổng lồ cả nhà. Bát này thì cả nhà thử xem là ngoài phố thì bán bao tiền. Bát này không có 100 đến 150 thì không bao giờ. Ôi ngon thế. Nói chung là cực cơ hàn, khổ sở đều phải vượt qua hết. Thế cho nên bà phải sống thọ trăm tuổi con cháu nuôi dưỡng. Ở trong nhà chung nó ở chung trong nữa. no quá không ăn cố được, bỏ những miếng dứa thôi, còn thịt thà là Xệ đã nhặt hết rồi. No quá. Cả nhà ơi, vậy là bữa trưa nhà Xã Xệ đã xong xuôi. Đấy. Không biết bà vợ ông nào ăn xong trước rồi chạy đâu rồi. Ngon quá. Bụng to dần rồi. Bye bye cả nhà nha. Ăn xong buổi trưa lại đến buổi tối, ăn xong buổi tối lại đến buổi sáng.